nhé. Quản lý nghiệp, luật thứ tư. Hãy bắt đầu từ chính bản thân bạn. Trí tuệ cổ xưa, hàng rào ngăn cách bạn với tôi hoàn toàn giả tạo. Tịnh Thiên năm 700 sau công nguyên. Một mô hình nghiệp nồng ấm tình người. Nếu bạn nghĩ về điều này, mối quan hệ với tất cả những đối tác tâm linh trong kinh doanh của bạn có thể được tóm tắt ngắn gọn bằng bảng sau. Có bốn phần trong cái bảng đó là thế giới, nhà cung cấp, khách, đồng nghiệp, khách hàng. Bốn nhóm này ở ngoài bản thân tôi, với tôi là ở giữa. Để dự án của tôi hoàn thành, để bán được 100.000 sản phẩm, tôi thực sự cần dừng ngay việc tập trung vào dự án của mình và bắt đầu tập trung vào việc làm thế nào để các đối tác của tôi được thành công. Sau đó, thành công của riêng tôi sẽ xảy ra theo cách riêng của nó. Như những người nông dân Tây Tạng thường nói, anh ấy trồng ngô thì chắc chắn sẽ gặt thêm cả cỏ khô. Điều này muốn nói rằng bạn sẽ luôn có thêm cả mọc cỏ mọc xen vào những luống ngô bất cứ khi nào bạn trồng ngô. Tất nhiên là nó miễn phí và nó giữ cho súc vật của bạn được ăn uống đủ đầy qua mùa đông lạnh giá. Và vì thế, một người hiểu và quản lý nghiệp, tài ba luôn tiến hành mọi việc đúng đắn là người ngồi giữa những mối quan hệ thân mật này, gửi thành công ra bốn phía và tắm mình trong những tiếng vọng lại khi chúng dội về. Cái tôi ở giữa. Giờ để quản lý nghiệp thực hiện điều kỳ diệu của chính nó, chúng ta phải tập trung vào cái tôi bé nhỏ ở giữa mạng lưới này. Một điều bạn có thể nhận ra ngay, mọi thứ phải bắt đầu từ bạn. Sẽ chẳng có bất cứ một tiếng vọng nào lớn nhỏ nào quay trở lại nếu bản thân bạn không tạo ra một âm thanh nhỏ nhất nào. Trong quản lý nghiệp, tất cả thành công đều xuất phát từ bạn. Bạn phải tiến hành động thái đầu tiên. Một cách đơn phương, bạn phải khởi tạo và khiến những đối tác trong kinh doanh của mình thành công trước nhất. Nhưng có một điều hiển nhiên rất quan trọng ở đây. Hãy nhìn lại vào cái tôi ở chính giữa. Có một vòng tròn quanh nó, một đường bao quanh cái định nghĩa về tôi. Tôi dừng ở đây, bạn bắt đầu ở đó. Ở một mức độ rất cơ bản, lớp da bên ngoài mỗi người chính là phần bao bọc cái tôi. Mọi thứ ở trong cái túi, da này là tôi, ngoài nó ra là một cái gì đó hay một người nào đó. Nhưng thông thường thì cái tôi của chúng ta sẽ lớn hơn điều đó một chút. Khi một người phụ nữ có con, cái tôi của cô ta sẽ lập tức trải rộng ra cả đứa con. Chúng ta chẳng mấy khi để ý tới vết xước trên chiếc xe trong bãi đỗ xe tại siêu thị, trừ khi đó là chiếc xe của tôi. Vậy điều gì quyết định đường bao này? Có vẻ như chúng ta có thể nói rằng cái tôi của chúng ta mở rộng tới mọi thứ mà chúng ta cảm nhận mạnh mẽ. Nếu bạn làm tổn thương điều đó, châm vào da của tôi, đẩy con tôi hay cào xước xe của tôi, thì bạn sẽ làm tổn thương tôi. Nếu bạn giúp cái đó, gửi cho tôi một thông điệp tốt lành, khen ngợi con tôi, chữa xe cho tôi, thì có nghĩa là bạn đang giúp đỡ tôi. Nhưng trong trường hợp này, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Những đối tác tâm linh trong kinh doanh của bạn chính là bạn. Nếu họ thất bại thì bạn cũng thất bại. Nếu họ thành công thì bạn cũng thành công. Đã đến lúc để vẽ ra một cái tôi, đã đến lúc để vẽ ra một cái tôi mới rồi. Xem hình bên dưới. Bạn có thể thấy rằng chúng ta sẽ bổ sung vào những thứ trông có vẻ thật và thật một lần nữa. Trước đây luôn có sự phân tách giữa tôi, đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và cả thế giới rộng lớn nữa. Tôi có thể để những vấn đề của họ trôi qua, tôi không cần phải chú ý dù họ có thành công, vì điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì tôi một cách trực tiếp hay là gì ghê gớm cả. Nhưng bây giờ hãy nghĩ lại xem, nếu nghiệp là đúng, nếu một thứ riêng biệt đã từng xảy ra với tôi là một tiếng vọng từ một điều gì đó mà tôi đã làm cho người khác, thì sau đó bạn là chính là tôi. Chẳng có điều mộng mơ hão huyền nào ở đây cả. Chẳng có triết lý cảm thấy tốt nào hết. Chúng ta đang nói về những con số thực, những công việc kinh doanh thực sự. Một cái tôi thực sự là một cái rộng, là một cái tôi lớn. Cái tôi bao gồm tất cả mọi người xung quanh bạn. Hãy làm quen với điều này. Bạn sẽ dễ dàng giúp người khác thành công một khi bạn có thể phá vỡ được rào cản coi người khác là tách biệt với bạn.
Một từ về cạnh tranh. Hãy nhìn vào một vòng tròn khác trong hình vẽ, vòng tròn thế giới. Vòng tròn này cũng chỉ là một đường và từ những gì chúng ta biết, nó có thể rất dễ bị nhầm lẫn. Đối với một người chưa từng nghe nói tới quản lý nghiệp, đối với một người vẫn còn đang dính mắc vào chuyện chơi trò may rủi trong thế giới, thì điều tự nhiên là họ nhìn thấy thế giới đang xảy ra với họ, chứ không phải thế giới là từ phía họ. Công ty vừa thuê một giám đốc điều hành mới rất sáng giá và yêu cầu tôi huấn luyện anh ta về những gì tôi đang thực hiện. Và đột nhiên, tôi cảm thấy vị trí của mình trong công ty bị đe dọa. Các nhà máy tại nước ngoài bắt đầu xáo trộn, tăng giá cao, tình trạng bấp bênh trong công ty chúng tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy công việc của tôi, công ty của tôi hay thậm chí đất nước tôi đang bị đe dọa. Bạn sẽ không thể nào sai hơn thế. Bạn phải nhìn vào những nguyên nhân dường như từ trong quá khứ và tìm ra những nguyên nhân thực sự. Nghiệp nói rằng mọi thứ đã từng xảy ra với tôi thì đến từ chính tôi. Và vì thế, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn nó xảy ra bằng cách làm điều đó cho người khác trước nhất. Điều này có nghĩa gì với cạnh tranh? Liệu nó có đến từ văn phòng bên cạnh hay nửa vòng trái đất hay không? Hãy cài chặt dây an toàn cho mình, bạn nhé! Chúng ta sắp thổi bung 50.000 năm áp đặt cuốn chặt cứng bên trong bạn mà thôi. Khi công ty yêu cầu bạn đào tạo một giám đốc điều hành trẻ, hãy làm điều đó với tất cả trái tim bạn. Bằng tất cả khả năng của mình, bạn hãy biến anh ta trở thành một ngôi sao sáng nhất trong công ty. Khi một sản phẩm nước ngoài đang cạnh tranh với sản phẩm của bạn, những chiếc lò vi sóng giống hệt như những chiếc mà công ty bạn đang sản xuất, hãy mua cho mình một chiếc và hãy khiến mọi người đều làm như vậy. Và vì thế, tất cả những công nhân ở nước ngoài đó được hưởng thụ thành quả lao động của họ và cũng có thể có được điều kiện sống thoải mái như bạn đang có. Bạn sẽ gào lên: tại sao tôi lại muốn làm điều đó? Bởi vì bạn cần phải làm. Bạn chẳng có lựa chọn nào khác cả. Bạn phải khiến người khác thành công, ngay cả với những người đang cạnh tranh với bạn. Và bạn có biết điều gì sẽ xảy ra tiếp sau? Tất cả những nghiệp lực này cuối cùng trở lại với bạn và khiến thị trường mở rộng hơn ra. Anh chàng giám đốc điều hành mới của bạn làm việc tốt đến nỗi ban quản trị cấp cao sẽ thực hiện những điều mà bạn lo ngại, bổ nhiệm anh ta vào vị trí của bạn. Và họ cũng vô cùng ấn tượng với cách mà bạn xử lý tình huống này, đến nỗi họ sẽ tạo ra một phó chủ tịch mới và mời bạn vào vị trí này. Và đột nhiên, có một đơn hàng lớn đặt lên bàn của bạn. Một đơn hàng lớn nhất từ trước tới giờ, thực sự. Bởi vì một vài chính phủ chỉ mua một trong những loại lò vi sóng của công ty bạn cho nhà bếp ở mỗi ga tàu trên đất nước của họ. Đó chính là cách mà mọi thứ vận hành. Chúng ta đang nói về mức độ thực sự, về cách chắc chắn đi tới thành công. Hãy từ bỏ sự đối đầu tôi và bạn. Hãy từ bỏ khoảng cách chúng tôi và họ. Hãy kiến tạo thành công cho mọi người. Một lời nhắn cuối cùng ở đây. Khi bạn hành động theo cách này, khi bạn loại bỏ đường biên giới ngăn cách và làm việc vì thành công của người khác, thì đó sẽ là lần đầu tiên trong đời bạn làm việc hòa hợp với quy luật vận động của vũ trụ. Lần đầu tiên bạn hòa nhập mình với dòng chảy của năng lượng, kiến tạo mọi thứ, và sau đó bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự an lạc và mãn nguyện sâu sắc một cách tự nhiên. Liệu có khi nào bạn nghĩ rằng một đất nước trên thế giới sẽ trở nên giàu có trong khi tất cả những nước khác phải chịu đựng nghèo đói? Đó có phải là mọi cách mọi thứ diễn ra không? Trách nhiệm của một người mẹ. Hãy nhìn vào hình vẽ cuối cùng. Có một điều quan trọng cuối cùng mà bạn có thể đã nhận ra. Các đối tác của bạn chính là bạn. Đúng thế, tôi thấy điều đó. Nhưng bạn cũng là đối tác của chính mình. Điều đó nghĩa là gì? Mọi thứ đều bắt đầu từ bạn. Bạn hành động và rồi thì cả cỗ máy bắt đầu chạy. Nếu bạn không hành động hay là bạn hành động không mấy hiệu quả, thì tất cả chúng tôi đều phải hứng chịu hậu quả. Đó chính là lợi ích của toàn thế giới. Nếu bạn luôn luôn làm việc hiệu quả, chúng tôi cần bạn. Giờ thì những chiếc bàn sẽ xoay. Bạn không chỉ làm việc vì chính mình. Một giám đốc quản lý nghiệp làm việc vì mọi người suốt cả ngày dài. Bạn giống như một người mẹ có 4 đứa con cần phải nuôi nấng, chăm sóc và khiến chúng trở thành những người tốt. Bạn luôn phải ở trạng thái tốt nhất mọi lúc bởi vì có rất nhiều người đang phụ thuộc vào bạn. Chúng ta cần mẹ phải khỏe mạnh và quan trọng hơn, chúng ta cần mẹ
có một trí óc sáng suốt. Tại sao? Bởi vì thế giới quan trọng. Bởi vì thế giới quan trong quản lý nghiệp chuyển động liên tục và luôn thay đổi. Giây phút bạn mệt mỏi hay mất phương hướng, giây phút bạn lạnh lùng hay gây chiến với người bạn đời trong bữa sáng, tất cả những điều này sẽ khiến quản lý nghiệp sẽ bay ra khỏi cửa sổ. Điều gì trên trái đất khiến tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt khi người ta mang công việc của tôi đến cho người khác? Tóm lại, chúng tôi phải có trách nhiệm giữ cho bạn hài hòa cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Bạn cần phải giữ cho chính bạn được hài hòa, nếu không thế thì bạn sẽ bị chao đảo khi con sóng thủy triều của 50.000 năm vốn đã áp đặt văn hóa lên cái thế giới quan nhỏ xíu, ấu trĩ của bạn. Chúng tôi cần bạn sáng suốt vào tất cả mọi lúc mọi nơi, hay là bạn sẽ quay lại trở lại với trò chơi may rủi vào ngày đầu tiên của mình. Và vì thế, giờ đây bạn hãy sẵn sàng cam kết với chương trình 7 điểm cho một trí tuệ sáng suốt sau đây. Chương trình 7 điểm. 1. Tập yoga. Một điều mà cả ba chúng tôi, Gage Michael Roche, Lama Christie và Michael Gordon, đều thực hành đó là tập luyện yoga. Những bài tập yoga được sáng tạo hàng ngàn năm trước để tạo ra một hiệu quả lớn lao trên những con đường tinh tế nơi những ý nghĩ của bạn chuyển động bên trong cơ thể bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn tập yoga đúng cách, bạn sẽ thực sự bắt đầu suy nghĩ ngày càng sáng rõ hơn. Bạn sẽ có khả năng thành công nhiều hơn trong quản lý nghiệp. 25 triệu người Mỹ đã và đang luyện tập yoga bởi vì họ thấy được yoga đã giúp họ thành công như thế nào. Điều khó khăn nhất về yoga chính là việc tập luyện lúc đầu, sau đó thì mọi việc trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn. Có rất nhiều loại yoga khác nhau và may mắn là hầu hết trong số chúng đều đến từ những nền tảng chân chính và tốt đẹp, sẽ giúp bạn đạt được những gì bạn muốn. Đừng ngại ngần về việc thử vài loại hình tập luyện yoga khác nhau trước khi bạn quyết định lựa chọn một loại hình hợp nhất với mình. Tìm một nơi và chọn một hình thức hợp với bạn. Đây là vài loại đang có ở chỗ chúng tôi. Ashtanga là sức mạnh cấu trúc truyền thống. Loại hình này được gọi là Vinyasa, Mysore, Swanson, Flow và thỉnh thoảng còn có tên là Yoga Quyền Năng. Liga, sự liên kết, kỹ thuật, thông hiểu về cơ thể. Hatha, mềm dẻo, khả năng kéo giãn, một loại hình yoga tốt cho người mới bắt đầu. Sivananda, truyền thống, thiêng liêng, một loại hình yoga có thể tập suốt đời. Bikram, ấm áp, sự liên tục thực sự, chuyên nghiệp. Anusara, làm việc với trái tim, hiệu quả, thực sự tập trung vào chi tiết. Jivamukti, thiêng liêng, hiệu quả và gây cảm hứng. Forestry, quyền năng của giới nữ, sức mạnh, tự tin. Dhamma Mitra, yoga của giảng sư, thiêng liêng, sâu lắng. Yoga Tây Tạng, yoga dành cho quản lý nghiệp, cổ xưa, trí tuệ. Khôi phục nếu bạn từng có những vấn đề về sức khỏe. Acro Yoga, yoga với bạn đồng tập, vui vẻ và sức khỏe. Yoga trước khi sinh, sinh đẻ an toàn, dễ dàng và phục hồi nhanh chóng. 2. Hãy bắt đầu thiền định. Cả ba chúng tôi đều tập thiền đều đặn và trong suốt một thời gian dài. Chúng tôi có thể nói rằng nó tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Bạn sẽ bình tĩnh hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, nhìn thấy nhiều cơ hội hơn và có thể vượt qua những vấn đề khó khăn một cách dễ dàng. Dù tất cả các loại hình yoga đều xuất phát từ một nguồn gốc chân thật, đôi khi sẽ rất khó để tìm một khóa học chuyên nghiệp. Bạn có thể học hỏi những điều cơ bản. Thở, quan sát ý nghĩ của mình một cách bình thản tại những câu lạc bộ yoga địa phương hay các trung tâm thiền tập. Với những bài tập yoga thiền định, đừng cảm thấy bạn cần phải tiếp nhận một loại triết học nào cả. Hãy sử dụng chúng chỉ để nhằm cho mục tiêu mà chúng ta đang nhắm vào nếu cuộc sống của bạn thay đổi sau đó và bạn quyết định rằng mình cần phải đi xa hơn thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Thật khó để suy xét xem như thế nào là một giáo viên yoga tốt, nhưng cũng cần nói rằng nếu sự thiền định có hiệu quả với họ thì sau đó họ sẽ luôn bình thản, tốt bụng và suy nghĩ rất sáng rõ. Vì thế hãy tìm kiếm điều đó và lại một lần nữa đừng ngại ngần, hãy thử một vài nơi trước khi thực sự theo đuổi một chỗ hợp với mình nhất. Còn nếu bạn đạt tới điểm cho rằng mình cần phải trở thành một thiền sinh nghiêm túc,
Điều sẽ đòi hỏi ở bạn một khả năng và một sự rõ ràng như một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, thì chúng tôi xin giới thiệu bạn tới các chương trình của ACI và những tài liệu cần đọc sẽ được đưa ra tại cuối chương trình, cuối chương của cuốn sách này. 3. Thực hành những phẩm hạnh cá nhân. Mức độ đạo đức trong cách hành xử của chúng ta với mọi người hàng ngày là một loại nghiệp lực cực kỳ đặc biệt sẽ quyết định cách chúng ta suy nghĩ. Những ý nghĩ chúng ta nghe thấy trong đầu mình suốt cả ngày dài. Lại nữa, điều này không nhất thiết phải là một phần của bất cứ một truyền thống tâm linh đặc biệt nào. Đó chính là công việc của bạn. Nhưng có 4 đến 5 phẩm chất cấu thành điều mà ta gọi là những phẩm hạnh bạn cần lựa chọn. Bảo vệ cuộc sống. Rõ ràng là đừng làm tổn thương bất kỳ ai hay bất cứ một sinh linh nào. Cố gắng tránh sử dụng những từ ngữ và những ý nghĩ có hại làm đau lòng người khác. Tôn trọng tài sản của người khác, không ăn cắp hay là gần như ăn cắp, không sử dụng điện thoại, công ty vào việc riêng, không sử dụng thời gian ở công ty để làm việc riêng, không gian lận trong các khoản thuế. Tôn trọng mối quan hệ của người khác, đừng bao giờ làm điều gì đó tổn hại tới một mối quan hệ được cam kết của những người khác. Hãy thành thực, đừng bao giờ nói dối, và nói dối nghĩa là trao cho người khác điều mà bạn biết rằng không thật. Có rất nhiều truyền thống tâm linh thêm vào một phẩm hạnh thứ 5, đó là không nên lạm dụng các chất kích thích như rượu hoặc thuốc phiện. Đơn giản là vì chúng khiến ta vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian và cuối cùng sẽ hủy hoại mọi hy vọng có được một tâm trí minh mẫn và một cuộc sống hạnh phúc. 4. Hãy liên tục học hỏi. Sách là một phát minh vô cùng tuyệt vời. Chúng ta thường quen với việc nghe thụ động bất cứ điều gì mà những người đang sống ở thời đại chúng ta nói về thế giới này. Ngày nay, nếu bạn muốn, bạn có thể ra ngoài hiệu sách trong vài giờ và có thể sở hữu những bộ óc vĩ đại của 25 năm thiên kỷ vừa qua. Hãy ngồi xuống và dành vài giờ với những bộ óc này. Có một lý do khiến vài cuốn sách còn tồn tại mãi với thời gian. Nhất định là chúng chứa đựng điều gì đó khiến cuộc sống của bạn dễ dàng và thành công hơn. Và khi đang thưởng thức món tráng miệng thì bạn có thể nghiên cứu sâu hơn về trí tuệ cổ xưa mà từ đó quản lý nghiệp phát xuất. Lần đầu tiên trí tuệ này trở nên sẵn có. Lại nữa, chúng tôi sẽ liệt kê danh sách những tài liệu mà bạn nên đọc vào cuối cuốn sách này. Đừng bao giờ ngưng học hỏi. Học bất cứ thứ gì mà bạn có thể, ngay cả khi nếu đó là một chương trình máy tính mới, hay vài từ của một ngoại ngữ, hay là một kiểu nấu ăn mới. Học hỏi giữ đầu óc của bạn trẻ trung, sáng rõ và sống động. 5. Phục vụ. Cuộc đời của một người sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi một hành động tốt đẹp vì người khác mỗi ngày. Với quản lý nghiệp, tất nhiên bạn đã có điều này rồi đấy. Hãy giữ nó, bạn sẽ thấy rằng không có sự thỏa mãn nào lớn hơn việc giúp đỡ người khác. Và rằng bạn càng cho đi thời gian, bạn càng có nhiều thời gian và bạn càng làm được nhiều việc hơn. Đó chính là nghiệp. 6. Ăn uống hợp lý. Làm thế nào để ăn đúng cách đây? Kỹ năng ăn thế nào đây? Có rất nhiều. Những công dân đang sống ở những đất nước thịnh vượng giàu có đều được huấn luyện từ hồi thơ bé để ăn một cách ngốc nghếch và vô độ. Khẩu phần của chúng ta làm chúng ta yếu đi. Nó làm chậm lại cả nền văn minh của chúng ta nữa, khiến chúng ta mệt mỏi và đầu óc thì đần độn thêm. Phải có trí tuệ và sự thông minh để có thể đi ngược lại dòng chảy và tự tu dưỡng lại cách thức ăn uống của mình. Như các bạn đã biết, vì việc ăn uống vô chừng, bạn không cần bất cứ nỗ lực mạnh mẽ nào nếu bạn đang giữ được chương trình 7 điểm khá tốt. Nhu cầu bên trong cơ thể cùng với những bài tập yoga sẽ cho bạn biết bạn cần bao nhiêu thức ăn. Giữ một nhịp điệu luyện tập yoga rất cơ bản thôi trong vài tuần, chỉ một hoặc hai lần một tuần. Và đột nhiên bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn chỉ đơn giản là không thích ăn cả gói bánh bích quy một chút nào nữa. Khi thời gian trôi qua và bạn vẫn duy trì chương trình 7 điểm, bạn sẽ tự động thấy rằng mình bị thu hút vào những thức ăn ngày càng khỏe mạnh và suy nghĩ sáng suốt hơn. Hoa quả tươi và rau, những thức ăn giàu đạm nhưng ít chất béo và carbohydrate. Đây không phải là lịch trình cho thời đại mới New Age. Bạn có thể sống sót khi làm thêm giờ mà chỉ ăn hạt ngũ cốc và uống cà phê trong vài năm. Nhưng sau đó những thói quen này sẽ trở thành một thảm họa.
cơ thể của bạn trở nên yếu và điều đó khiến tâm trí của bạn cũng yếu đuối. Và rồi một ý nghĩa đột phá như việc biến sự cạnh tranh thành công như là một chiến lược để đạt được thành công cho riêng bạn sẽ trở thành điều ngu ngốc để cố gắng. Điểm cuối cùng về thức ăn cần lưu ý. Hãy làm những gì bạn có thể ngay bây giờ, nhưng luôn dặn lòng là giữ việc làm đó trong ý nghĩ của bạn. Nếu bạn thực sự muốn có một trí tuệ sáng suốt, bạn cần có một sự nhận thức trong sáng, như chúng ta có thể nhìn vào những phẩm hạnh mà bạn vạch ra. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu tránh những thức ăn có quá nhiều nghiệp xấu trong nó. Ngành công nghiệp sản xuất thịt phải chịu trách nhiệm lớn về những nỗi khổ đau và sợ hãi của hàng trăm hàng nghìn những sinh vật không có khả năng tự vệ mỗi ngày. Và dĩ nhiên, dù chúng ta có nói gì, chúng ta cũng biết rằng động vật thực sự cảm thấy đau đớn và dễ chịu như chúng ta vậy. Đó là lý do chúng ta ôm ấp những con chó yêu của mình và vuốt ve những chú mèo nhỏ. Hãy tập bỏ ăn thịt dần dần. Hỏi những người bạn ăn chay về những thức ăn giàu đạm thay thế thịt. Chúng tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi rằng bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, có được bắp thịt rắn chắc hơn, cơ thể gọn gàng hơn, đáng yêu và hạnh phúc hơn. 7. Thư giãn và nghỉ ngơi. Nếu ăn là một kỹ năng thì nghỉ ngơi là một nghệ thuật. Vì thế rất ít người trong chúng ta thực sự biết cách nghỉ ngơi. Nhưng nếu bạn chuẩn bị để trở nên giỏi giang trong quản lý nghiệp, bạn cần giữ được trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Hãy ngủ đủ giấc và làm bất cứ điều gì mà cơ thể bạn cần. Tất cả chúng ta đều khác nhau. Vì hầu hết chúng ta đều phải thức dậy vào một thời gian cố định để đi làm. Vì thế điều này thường có nghĩa là phải đi ngủ đúng giờ. Và cũng có nghĩa là lập kế hoạch cho khoảng thời gian chúng ta thức một cách khôn ngoan thì chúng ta sẽ có thời gian để làm mọi thứ. Một cách tốt nhằm có thêm thời gian để đi ngủ đúng giờ là tiến hành một chiến dịch nho nhỏ làm đơn giản hóa cuộc sống của mình. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm ra việc gì chiếm nhiều thời gian của mình nhất, ví dụ như xem TV hay lên Internet. Điều đó thường có nghĩa là đọc những email không cần thiết. Báo chí và tạp chí cũng là những thứ khiến chiếm nhiều thời gian. Bạn không cần biết ngài chủ tịch sáng nay ăn món gì hay hay chú bạn nghĩ gì về mấy đứa em nhà cô bạn. Tất cả những thông tin kiểu đó và những thứ xung quanh đổ vào đầu bạn và làm cho bạn khó mà thoải mái và thư giãn hay khó ngủ vào ban đêm. Nếu bạn có vài phút rảnh rỗi buổi tối, đừng lướt web, hãy ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm cây cối và những vì sao. Một cách hữu hiệu nhằm đơn giản hóa cuộc sống là bạn hãy đi quanh ngôi nhà của mình và vứt bỏ bất cứ đồ vật nào mà bạn không hề sử dụng trong vòng 6 tháng qua. Nó cũng chiếm chỗ trong tâm trí bạn, khiến bạn bận rộn và không thể nghỉ ngơi. Nhìn xem liệu bạn có thể học cách ngồi xuống và chỉ ngồi như vậy trong 10 phút với bản thân mình, yên lặng, suy nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc đời và trong thế giới. Hãy học cách thư giãn để bản thân bạn nghỉ ngơi. Bởi tất cả chúng tôi cần bạn tươi mới và sáng suốt. Câu chuyện thành công. Lama Christie. Rất nhiều người đã đóng góp vào việc mang tới cho trường đại học núi Kim Cương DMU thành công. Nhưng tôi tự hào nói rằng tôi là người đã nói chuyện với mọi người về những gì mà tôi tin tưởng là nền tảng cơ bản của thành công này, chính sách 1 giờ chiều. Chẳng có lớp học nào hay một hoạt động giảng dạy nào là được phép diễn ra tại DMU vào bất cứ ngày nào trước 1 giờ chiều. Các sinh viên và nhân viên được khuyến khích dành cả buổi sáng vào một hoạt động phát triển cá nhân như bạn có thể thấy chúng tôi miêu tả dưới đây trong chương trình 7 điểm của quản lý nghiệp. Một sinh viên bình thường sẽ thức dậy, dùng một chén trà và bắt đầu ngày mới bằng một thời thiền tập. Nó có thể kéo dài 15 phút cho tới 1 tiếng, phụ thuộc vào kinh nghiệm thiền tập mà người thiền sinh đó có được. Hầu hết các sinh viên đều được huấn luyện những kỹ thuật thiền tập khác nhau và điều đó giúp giữ mọi thứ tươi mới và thú vị. Họ có thể thực hành thiền, giải quyết vấn đề để nhận thấy được tại sao một người bạn đang giận hờn họ trong tuần này, hoặc thực hành thiền tái duyệt để hóa giải thông tin này thành nội dung của tâm họ, hay là một kỹ thuật thiền pha trộn với một điểm với một sự tĩnh lặng trong trái tim. Sau đó họ sẽ bắt đầu tập yoga. Tiện thể chúng tôi thấy rằng
Thật dễ dàng nếu bạn tập yoga với một người bạn hay một người đồng tu. Khi một người cảm thấy lười biếng thì người bạn sẽ khuyến khích họ tham gia. Tập theo nhóm có thể sẽ rất vui và sinh viên từ DMU thường có thể lựa chọn tham gia với những sinh viên khác trong những buổi thiền tập buổi sáng hoặc yoga. Chúng tôi không thúc đẩy bất cứ một loại yoga nào cả. Mọi người khác biệt nhau và lý do ở đây là có rất nhiều loại hình yoga khác nhau phù hợp với mỗi người khác nhau. Chúng tôi cũng không thúc giục bạn áp dụng một thời lượng bao lâu cho những bài tập yoga. Điều này một lần nữa phụ thuộc vào mỗi cá nhân quyết định. Nhưng điều chúng tôi thực sự thúc đẩy bạn đó là việc tập luyện thiền và yoga phải diễn ra hàng ngày, dù chỉ 15 đến 30 phút mỗi ngày thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều nỗ lực rất lớn trong một ngày, rồi 3 ngày sau đó thì chẳng tập chút nào. Sau khi tập yoga, cả yoga và thiền là tốt nhất nếu chúng ta tập khi đói bụng. Mọi người sẽ có bữa ăn đầu tiên trong ngày. Một lần nữa, chúng tôi không áp dụng bất kỳ một chế độ ăn kiêng nào. Mọi người sở hữu cơ thể khác nhau, nhưng có vài điều rõ ràng khiến hầu hết mọi người cảm thấy tuyệt vời nhất. Một chút nước ép trái cây, hãy mua cho bạn. Một chiếc máy ép và ép 4 trái cam là đủ cho một buổi sáng. Trong một tuần, bạn sẽ thấy cuộc sống thay đổi thế nào trước khi khi nước trái cây bắt đầu có vị ngon như là sô-cô-la, mang tới cho bạn năng lượng mà bạn chưa từng có kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ. Hãy thôi uống cà phê và trà có chứa nhiều chất caffeine. Hãy thay những cốc sữa bò nhiều chất béo bằng một loại protein của đậu nành hay các loại hạt. Những loại mà bạn có thể dùng tươi hàng ngày trong khẩu phần của mình. Có thể thưởng thức một chút sữa đậu nành với ngũ cốc, nhưng hãy kiểm tra vỏ hộp ngũ cốc và tránh những loại có hàm lượng đường cao. Sau đó, sinh viên bắt đầu một ngày học tập bình thường. Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng phương pháp cổ xưa của Tây Tạng, không có máy tính vào giờ đó trong ngày, bởi vì chúng tôi đã đề cập tới điều này chưa nhỉ? Bạn đang cố gắng giữ yên lặng và sự tĩnh lặng trong tâm suốt cả một buổi sáng. Giờ đây, cách của người Tây Tạng là đầu tiên bạn phải mở cuốn sách mình đang học và nhìn vào phần mục lục vài phút. Ví dụ như tên của 5 chương đầu tiên và sau đó bạn nhắm mắt lại và xem liệu bạn có thể nhắc lại tên của 5 chương đó hay không. Trong một tuần hoặc hơn, bạn có thể nói vanh vách tên 5 chương theo đúng trật tự. Điều này nghĩa là bạn tự động có được cái nhìn tổng thể về cấu trúc hoàn thiện của cả cuốn sách. Và khi bạn đã nắm được tinh thần chính của cuốn sách trong đầu, bạn có thể nhớ lại nó bất cứ lúc nào, ở đâu, thời gian nào để suy nghĩ về nó, khi đang đi làm hay ăn trưa hoặc trong lúc ngồi đợi tàu xe. Sau đó thì tiếp tục đọc phần bạn đang đọc đó dở. Cuối cùng thì hình dung trong đầu phần mà bạn đang đọc đó ứng với phần nào trong bức tranh tổng thể và nó có thể áp dụng được như thế nào trong cuộc sống và trong công việc của bạn. Sau đó, một sinh viên có thể dành 1 đến 2 giờ vào một dự án mà họ đang làm dở, như dạy học hoặc là giúp đỡ người khác đang cần. Và hầu hết các sinh viên tại DMU đều tham gia vào một dự án như vậy. Đó hoàn toàn là những dự án tự nguyện. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp các lớp học miễn phí tại DMU. Bạn phải mong muốn mình thành công, không có một người nào có thể làm điều đó cho bạn. Giờ thì nếu bạn không phải là một sinh viên tham gia toàn thời gian, bạn có thể quay trở lại làm việc trước 1 giờ chiều. Nhưng bạn sẽ thấy ý tưởng chủ chốt ở đây là bạn sẽ tự điều chỉnh chương trình 7 điểm vào lịch trình hàng ngày của mình. Điều tôi thực sự muốn bạn đạt được ở đây là thật tuyệt vời khi sở hữu một tâm trí sáng suốt. Chính sách 1 giờ chiều tại trường đại học của chúng tôi thực sự hiệu quả. Nó khiến các sinh viên và nhân viên của chúng tôi trở thành những con người khỏe mạnh, cân bằng, suy nghĩ, sáng suốt. Hãy tưởng tượng những người đó cùng trong một lớp học, điều xảy ra vào các buổi chiều và tối và quan sát sự hứng khởi, niềm thích thú trong học tập. Tôi đã từng bay cùng với một cặp sinh viên của DMU trên một chuyến bay và chứng kiến nữ tiếp viên dừng lại bên họ và nói: "Các bạn luôn có sự nhiệt huyết như vậy sao? Làm sao để bạn luôn nhiệt huyết như vậy?" Trong thực tế, tôi luôn chứng kiến điều này. Đó chính là điều khiến một giáo viên tự hào nhất. Điều gì mang chúng ta tới một điểm sau cùng? Vâng, bạn là mẹ của chúng tôi. Chúng tôi đang dựa vào bạn để trở nên khỏe mạnh và sáng suốt, vì bạn là người khiến chúng tôi thành công. Nhưng nếu bạn nghĩ về điều đó, các mẹ luôn làm một điều gì đó, ngay cả thậm chí khi họ không làm điều gì đặc biệt cả, và điều đó trở thành một tấm gương cho người khác.
Mọi người quan sát người khác suốt ngày dài. Nếu bạn bắt đầu nhìn mọi thứ rực sáng và làm việc như thể một ngôi sao tại văn phòng, vì tâm trí bạn trở nên vô cùng sáng suốt, thì mọi người sẽ lập tức bị thu hút. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra bạn đang làm gì và bắt đầu làm điều tương tự với bạn. Thành công cho tất cả mọi người. Danh sách những việc cần làm. Này, chúng tôi chỉ nghĩ ra vài điều. Giờ đây chúng tôi muốn cuốn sách mới của chúng tôi thành công. Chúng tôi muốn tất cả các chương trình quản lý nghiệp thành công. Điều này có nghĩa là bạn bắt đầu tiến hành những phần thực tập cá nhân của chính mình vào chương trình 7 điểm. Và điều này có nghĩa là chúng tôi đang cố khám phá ra những công việc cần làm. Hai việc cho hôm nay là: một, bạn có thể lên Internet và tìm 3 chỗ tập yoga gần nơi bạn ở và đến ít nhất là một lớp tuần này, một lớp vào tuần sau, cho tới khi bạn tìm được nơi nào thích hợp với bạn nhất. Rồi bạn sẽ bắt đầu tập yoga tại đó một lần một tuần. Chiều chủ nhật này là thời gian nghỉ tại hầu hết các trung tâm yoga. Với một nhóm dễ thương như các bạn, những người làm việc các ngày trong tuần, chúng tôi nhớ lớp yoga đầu tiên của mình. Chúng tôi là những người ít năng động nhất trong lớp, và tình cờ chúng tôi gặp nhau trong một bữa tối và đãi nhau bằng những chiếc bánh nướng. Rồi 2 ngày sau, chúng tôi lại lề dề như những chú vịt và cảm thấy đau nhức toàn thân. Nhưng chúng tôi luôn tự hào về chính mình và chúng tôi không bao giờ hối tiếc. Quay nhìn lại phía sau, bạn là những người mới bắt đầu, hãy vượt qua điều đó. Trong một vài tháng, bạn sẽ chứng tỏ được mình với những người mới khác trong lớp. Hai, bạn sẽ tìm thấy thầy dạy cho bạn vài điều cơ bản về thiền định. Hỏi thăm khi bạn tham gia vào những lớp yoga. Hãy cố gắng cho tới khi bạn tìm thấy thầy hướng dẫn mà bạn cảm thấy phù hợp nhất, và rồi bạn sẽ bắt đầu thiền mỗi ngày trong khoảng 10 phút. Dễ hơn nhiều nếu bạn ngồi cùng một vào một chỗ và cùng một thời điểm trong ngày. Giờ thì hãy bắt đầu đi, cuộc sống thật ngắn ngủi. Điều quản lý nghiệp mới mẻ này là một cơ hội lớn để bạn thành công. Hãy làm điều đó vì chúng tôi.